Đây các bạn, đây là cái view để mà tổ chức cái lễ cưới của một đứa em của mình. Đó các bạn thấy không? View đây là đều view dưới mấy sông này. À. Cây trái xum xê các bạn, rất là mát. Đây, mới chạy gặp và làm cái background đây. Đây chỉ mới trang trí thôi. À. Background. Còn bên đây cũng là một cái sân để mà bàn nữa, để bàn nữa các bạn, à, tiếp đãi khách. Các bạn thấy cái view lý tưởng không? Đó, view dưới mấy sông rồi. Ở đây là để được 1, 2, 3, 4, 5 bàn các bạn. Đây, đất rộng mênh mông luôn. Cây trái xum xuê luôn các bạn. Đó, mát mẻ. Ở dưới thì trồng rau. Chỉ ba cái sân thôi là tổ chức một cái đám rất là ok rồi. Nên thơ